thưa quý khán giả, quý đồng hương, cuộc sống của chúng ta hàng ngày có thể nói là mở mắt bận rộn, nhắm mắt cũng là bận rộn, lo lắng hết sức, lo lắng đủ thứ mọi nơi, mọi lúc, lúc kia gì cũng lo lắng cả. Đôi mắt tạo hóa đã cho chúng ta có thể nói không quán xuyến được hết tất cả những gì, ngay cả cái sự an tin, an ninh, an tâm, an toàn của người thân của chúng ta, tư gia, chung cư hay cả cái văn phòng của bác sĩ như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi đang ngồi ở tại văn phòng bác sĩ Tính. Tại sao ngày hôm nay chúng tôi lại có mặt ở đây mà tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi một phần rất là đặc biệt? Kính thưa quý khán giả, đời sống ở đây thật là nhiễu nhương, và càng văn minh thì lại càng có những cái người, có những cái kẻ nó không có đứng đắn, không có lương thiện ở xung quanh, đặc biệt là những lúc kinh tế khó khăn. Thì để cho được yên tâm, chúng tôi đó là rất quan trọng về vấn đề mà cái tâm được nghỉ ngơi, cái thân được nghỉ ngơi. Cái tâm có yên thì cái thân đó, nó mới khỏe mạnh được. Và từ đó mình mới thể phục vụ những người khác một cách hữu hiệu hơn. Cho nên một trong những cái dịch vụ mà có thể mang đến cái yên tâm cho chúng tôi đó là vấn đề những cái camera. Thế những cái camera đó bây giờ thì nó tối tân quá. Tôi hồi trước có nhờ mấy anh em gắn thử, rồi nó cũng không có chính xác lắm. Rồi tôi mua thì có cái này nó không hợp với cái kia. Nhưng may quá là có anh Thanh Tùng. Anh ấy đến anh gắn cho tôi những cái camera. Một cái hệ thống ở nhà, một cái hệ thống ở nông trại và một hệ thống ở phòng mạch. Thế thì từ ngày tôi có những hệ thống camera thì những cái người lãng vãng á, nó không có thích lãng vãng ở xung quanh chỗ tôi nữa, tại vì nó không thích cái hình của nó dính vào đấy. Nhất là khi mà tôi chào nó, tôi nói ra anh rất là đẹp trai, có cái hình rất là đẹp, và chúng tôi thường thường giữ nó 2 tháng. Nhưng mà nếu khi nào mà anh cần đó thì chúng tôi có thể sang qua cho cái flash drive để cho anh. Thường thường nó nghe nói vậy đó là nó bỏ nó đi. Thành ra đó, ở bên cạnh nhà tôi có một bà bác sĩ Power 7 chích Botox. Thế thì có người nào đậu xe trước nhà bà ấy bị đập cửa kính, thì bà ấy cảnh sát tới thì xin phép bà vào nhà để mà chuyển sang từ cái đầu máy của bà qua cái flash drive. Thì cái flash drive nó chừng nhỏ bằng ngón tay thôi. Thế xong rồi đó, thì 2 ngày sau cảnh sát ở đây nó match cái database, tức như là những cái bao nhiêu, như ở đây có bao nhiêu thằng mà bê bối hay bao nhiêu thằng trộm cắp á, thì 2 ngày sau nó bắt được. Thành ra những cái người mà hay uống rượu quăng chai, quăng rác này kia trước nhà tôi hay trước phòng mạch tôi, thì từ ngày có cái camera đó thì nó không có tới đây nó quăng rác nữa. Tại vì nó nhìn thấy cái camera không là nó không có thích ở đó lâu và không có thích làm cái gì bậy. Và tại vì những cái người gian đó, hay là những cái người kém đứng đắn, nó không có thích cái hình ảnh của nó được thâu vào để mà rồi đó phổ biến cho mọi người. Thành ra đó, trong cộng đồng, một trong những cái lo âu là làm thế nào gọi là an sinh thịnh vượng. Mà muốn an sinh đó thì phải được yên ổn. Và yên ổn đó, cái tâm, cái thân, thì bây giờ với những cái camera bây giờ nó không có đắt. Hồi xưa thì quá đắt, hồi nó mới ra đó thì quá đắt và không có tốt. Nhưng mà bây giờ đó thì với cái hệ thống camera mà anh Thanh Tùng gắn cho tôi đó, thì tôi không cần phải ở nhà để mà có thể nhìn thấy. Và chiếc cái iPhone của tôi mang trong túi, tôi có thể đó, từ đây tôi có thể nhìn thấy ở trên nông trại của tôi, rồi tôi có thể thấy bên nhà của tôi. Thành ra đó, những cái gì, một cái kỹ thuật bây giờ nó giúp cho chúng ta được một cái là được an tâm. Thành ra đó, cái sức khỏe về tinh thần rất là quan trọng. Cái sức khỏe tinh thần có khá thì cái sức khỏe về thể xác nó mới khá. Và tinh thần và thể xác có khá thì mình mới có thể phục vụ được khá hơn. Cho nên cái vấn đề anh Thanh Tùng camera đó, đó là một cái phương tiện để giúp chúng ta khỏe, sống yên ở cái xã hội này.
Ngay cả trong một khu nhà rất là sang trọng, và ông chủ tịch của hiệp hội khu nhà này là anh Trung, quan tâm tới cá nhân không, quan tâm luôn cho tất cả những cư dân trong khu vực của ông. Và ông đã gọi Thanh Tùng đến để làm việc và gắn những camera như thế nào. Khu Sugarland cũng đã có camera của thành phố rồi, nhưng ông phải double check. Mời tất cả quý vị. Sở dĩ tôi chọn anh Thanh Tùng security camera bởi vì giá cả của anh rất là rẻ. Những cái camera anh mua, anh chọn rất là đúng cái kỹ thuật mà tôi muốn. Tức là những cái camera mà quay license plate, bất cứ trời tối, trời mưa, trời gió gì, anh bảo đảm nó sẽ pick up. Rồi lúc nào tôi cần service thì tôi gọi anh, anh sẽ đến ngay. Do đó tôi mới chọn là anh Thanh Tùng security camera. Và tôi muốn xin giới thiệu bà con đồng hương nên chọn anh Thanh Tùng để gắn cho tư gia hoặc cơ sở thương mại quý vị một hệ thống camera rất là an toàn và hữu hiệu. Nếu quý khách có nhu cầu về camera security cho nhà hoặc cơ sở thương mại, xin gọi cho Thanh Tùng. Có những cái công nghệ mà mới bây giờ xài là HD chứ không còn xài analog như ngày xưa nữa. Quý vị có thể coi hình ảnh trên điện thoại hoặc iPad bất kỳ ở nơi nào trên thế giới. Có thể về Việt Nam coi cũng được, rồi đi đâu có internet là vẫn coi được bình thường.